Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh BMW Z300R 2022 chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á với mức giá bán hơn 150 triệu đồng. Cái phiên bản BMW Z300R 2022 hiện đã chính thức có mặt thị trường Thái Lan, bổ sung cho gia đình mô tô phân khúc dưới 500cc của BMW Motorrad. Hiện có những phiên bản như Z310XS hay là Z310ER vừa được ra mắt cách đây không lâu, với mức giá bán khởi điểm là 255.000 bạc Thái, đó tương đương khoảng là 166 triệu Việt Nam đồng. Cái mẫu Nucleby Crosster BMW Z300ER 2022 có một thiết kế mới khá nổi bật với phần đèn pha, đèn xi nhan và đèn hậu công nghệ đèn LED hoàn toàn mới, trông nó đẹp mắt và ngầu hơn. Chiếc xe có kiểu dáng nó gọn gàng, phù hợp ứng dụng trong đô thị, nhưng đồng thời nó cũng có đủ sức mạnh để chúng ta lái trên những cái con đường lớn. Ngoài ra còn có một thiết kế tiện dụng cho người cầm lái, với việc bố trí cái cần phanh và cần ly hợp có thể điều chỉnh được 4 cấp độ, phù hợp với kích thước của từng bàn tay. BMW Z300ER 2022 sử dụng cho mình động cơ xăng đơn, dung tích là 313cc, DOC 4 van, phun xăng tử, làm mát bằng nước, đạt được cái tiêu chuẩn là Euro 5, cho ra công suất cực đại là 340 lực, tăng ngưỡng tua máy 9.500 vòng/phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 28 Nm, ấn ngưỡng tua máy là 7.500 vòng/phút, được điều khiển bằng hệ thống cai điện liên hợp chống trượt. Hệ thống treo trên cái chiếc BMW Z300ER 2022 nó cũng rất là nổi bật, với cái phuộc trước dạng phuộc hành trình ngược màu vàng, trong khi phía sau là phần gấp đôi bằng nhôm kết hợp cùng chế giảm xuất đơn trung tâm có được điều chỉnh tại trước. Trong khi hệ thống phanh vẫn là loại đi đơn với đường kính là 300m với kẹp phanh 4 bít hướng tầm cho phía trước. Trong khi phía sau vẫn là phanh đi đơn với 240m với kẹp phanh 1 bít tông, đi cùng hệ thống phanh ABS 2 kinh tiêu chuẩn. Cái lớp và cái mâm với kích thước lần lượt như sau: phía trước là 110/70R7, trong khi phía sau là 110/60R7. Về mặt giá bán thì cái chiếc BMW Z300ER 2022 có mức giá tại thị trường Lan rơi vào khoảng 255.000 bạc Thái, đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng 166 triệu Việt Nam đồng. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT ở bên Thái. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhấn like, subscribe.